Trong năm 2023, nhiệm vụ của binh chủng tăng thiết giáp có nhiều yêu cầu mới. Nổi bật là nhiệm vụ tham gia các diễn tập, hội thi, hội thao lớn của Bộ Quốc phòng, tiếp nhận nguyên trạng lữ đoàn xe tăng 202 về binh chủng, tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo quyết định của Bộ Quốc phòng. Đảng ủy binh chủng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, lãnh đạo các đơn vị giữ vững chất lượng huấn luyện, đào tạo, sẵn sàng chiến đấu. Binh chủng cũng tích cực đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, chủ động tuyên truyền, trang bị kỹ năng ứng phó thông tin xấu độc cho bộ đội. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi đua khen thưởng, công tác chính sách được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Nhận thức rõ công tác đảng, công tác chính trị là nhân tố then chốt trong tiến trình phát triển lực lượng tăng thiết giáp theo hướng tinh gọn mạnh. Hội nghị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 như tập trung xây dựng cán bộ theo tinh thần bảy giám, tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị.